Ông Putin nói Nga sẽ chống lại lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chống lại các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt, đáp trả việc Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Nga tự tin chống lại và sẽ tiếp tục chống lại áp lực, lệnh trừng phạt và sự khiêu khích từ bên ngoài. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO hôm nay nhắc đến những biện pháp đáp trả của phương Tây với việc Moscow mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo ông Putin, Nga sẽ tăng cường hợp tác với SCO và ủng hộ việc chuyển sang thanh toán thương mại bằng đồng tiền bản địa. Việc sử dụng đồng tiền bản địa trong giao dịch song phương đang ngày càng phổ biến. 80% giao dịch giữa Nga và Trung Quốc đã được thực hiện bằng rúp và nhân dân tệ rút chiếm hơn 40% giá trị xuất khẩu của Nga đến các quốc gia SCO vào năm 2022. Ông chủ điện Kremlin nói: Tổng thống Putin còn cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu với nguyên nhân chính là nợ của các quốc gia phát triển và an ninh môi trường, lương thực ngày càng xấu đi. Ông chủ điện Kremlin cảm ơn các quốc gia SCO vì đã ủng hộ nỗ lực bảo vệ trật tự, theo hiến pháp, sinh mạng và an ninh cho người dân của Nga khi lực lượng Wagner nổi loạn ở miền Nam nước này, hôm 24 tháng 6. Cuộc nổi loạn kết thúc nhờ một thỏa thuận giữa Wagner và Điện Kremlin với Belarus làm trung gian. SCO được thành lập tại Thượng Hải năm 2001. Các quốc gia sáng lập gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ, Pakistan gia nhập SCO năm 2017. Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến do Ấn Độ chủ trì với sự tham gia của các quốc gia quan sát viên và đại diện một số tổ chức quốc tế khu vực